Em ơi, nào bác cho uống sữa nào, cô cho uống sữa rồi. Uống 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 ngoan đi, uống ngoan rồi đi, đi tìm mẹ nhé. Cũng muốn uống các bạn nhưng mà nạ, không muốn uống. Nào, hãy con đi chơi, đi ra đi chơi với bạn đi con, đi ra chơi với bạn đi, nhá con. Chị vâng, chị em có thể vào nói chuyện cùng chị một lát được không ạ? Vâng. Tôi về đây, về đây. Chị tìm cái bạn nghỉ này ạ. Vâng thì em mấy hôm nay á, bạn này ở nhà ở đây không chịu ăn uống gì đâu, kiểu lạ đấy. Bây giờ đúng vâng. là mẹ mẹ của bạn thần các bạn, tại vì là như em bé này là không nghe, dãi dụa lên đòi, cứ đòi ra cửa nhìn nhìn Vâng, nhìn nhìn thôi. Xong tôi. là thì tìm đi mẹ nào, cứ đòi đi ra cửa đứng nhìn xong mà gọi thôi, không Vâng, bế được. Tại vì dạ. kể cả hai Mấy hôm mẹ không còn, không mẹ nhớ con đấy. kể cả hai Vâng. bạn nhà em bế cũng không được. Vâng, mấy ngày hôm nay là em rối quá cho nên là Cái gì? em cứ mải mê đi tìm bé thôi. Thế là có mấy bạn khán giả đây gọi điện cho em bảo là xem được video của chị. Gọi điện cho em thì em hôm nay em đến thì thử xác nhận xem là có phải hoàn cảnh của chị không. Nói Đúng thật hay ra không? là bạn này bạn lạ về đây, bạn cũng chẳng chịu ăn gì cả, chẳng chịu Vâng. ăn gì mà không 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 chịu chơi với bạn này đâu, tại vì cứ đi ra ngoài cửa đứng đứng nhìn Vâng. như đi tìm bố mẹ đấy, Vâng. mà bế cũng dãi dụa không không nghe đâu. Đây bạn cũng chẳng chịu ăn đâu, Vâng, chắc là lạ. lạ lạ đấy. Thế Vâng. ra mà mẹ cho uống, thế mà cô uống không, chứ Thôi không thì từ đi em hôm đi con. qua kia giờ không chịu ăn uống gì Con đi cả. con đi. Ừ, đi sữa của con đi đi. Kiểu cũng Chắc là lạ, cũng lạ lạ vẫn đang nhờ. sợ, đang sợ. Vâng. Đã bị đây Lúc rồi. Một con. thế như nào mà lại bị nạt con hả chị? Thì thế hôm đấy là có đứa cháu nó đến chơi. Thế xong rồi là nó em ấy bận đi nấu ăn, thế là cho hai chị em nó chơi với nhau, hay là nó ngủ quên mất. À. Thế là nó sổng ra mắt chị em đi, là nhưng mà em đi khả năng là có mấy thanh niên nó bắt trộm với chị ạ. Chứ không thì không có lý do gì mà nó lại đi xa như thế. Đúng rồi. Thế nha, như nào mà lúc em ở cái ngoài vườn rau ấy, thấy có mấy thanh niên kiểu cứ lảng vảng như kiểu đi tìm cái gì ấy, nói chung là cũng không biết là đi tìm cái gì, thì là cứ đi 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 lại 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 thôi. Chắc là Thì là nói thật ra là mấy ngày nay em mong, kiểu chỉ mong là gặp được được mẹ của bạn bạn này thôi, tại vì là bạn không chịu ăn cái gì cả, không chịu ăn mà em cũng lo đấy. Xong là bạn cứ đứng ra ngoài cửa đứng rồi, xong rồi đêm kêu, cứ kêu kêu chắc là nhiều quá, vẫn sợ kiểu khả lạ. năng là em thì là khả năng là Đấy bị mấy đấy thanh niên đấy bắt cóc xong rồi đấy, các là bạn gặp mẹ một nhát là ôm mẹ kiểu nhớ nhớ mẹ, kiểu mấy hôm nay kiểu muốn đi cũng đi nhớ mẹ đi tìm ấy, nhưng mà mẹ không tìm thấy con nhớ. Đấy. may quá, Chứ may còn quá đâu là em mẹ chị. bé, Vâng. em bé nó dãi dụa mà nó không chịu ngồi vậy đâu, cho ăn cũng không chịu ăn. Thế chắc là ấy mệt quá là khả năng ngủ thiếp đi đấy. Một lần nữa thì em phải cảm ơn chị và đã tìm được cô cho em. Với lại thì cảm ơn một vị khán giả đã gọi điện cho em. Ui, em đúng là thật may Nhưng mắn với chị quá. mà tại vì em cũng chỉ mong làm sao mà bạn này nhanh được tìm được mẹ, chứ không em cũng nóng ruột đấy. Em bảo Vâng. là nếu như mà không tìm được mẹ cho bạn ấy là 1 2 ngày nữa là em phải thả về mới rừng thôi, Vâng. tại vì bạn ấy không không ăn mà, xong rồi bạn ấy kêu, bạn ấy kiểu không chịu hợp tác, không chịu chơi ấy, không chịu chơi với bạn này, mà hai đứa nhỏ nhà em bé cũng không nghe. Nên là em bảo là nếu như mà đúng là 1 2 ngày nữa mà không tìm được cho bố mẹ bạn này là em cũng phải thả về mới tự tự nhiên thôi, Vâng. chứ tại vì là không chăm được, tại vì bạn ấy không chịu ăn uống gì đấy nên cũng no. Thì là bây giờ mà tìm được cho bố mẹ cho bạn ấy là nó thật ra là bản thân em cũng cũng mừng mà, tại Vâng. vì là cũng ai trong mất con thì cũng thế thôi, cũng buồn mà cũng kiểu suy sụp ấy. Như Ôi, mấy hôm em suy sụp đúng là em không ăn không uống được gì chị ạ. Cứ mải mê đi tìm bé thôi. Xong thì đúng là em thật may mắn quá, nhờ nhờ có chị về một vị khán giả ấy đã gọi điện cho em đấy, bây đến giờ để về thì tìm bé phải rồi. Vâng. phải trông em cẩn thận, chứ không để em lạc khổ, khổ thân lắm. Lúc gặp em ở ngoài vườn trông em run run rẩy, xong rồi kiểu sợ ấy, sợ Vâng, chắc run là rẩy, xong sợ, rồi chân sợ. tay lạnh Vâng. lắm.
kiểu cũng là lâu rồi đấy. Cái gì là từ lúc đấy giờ là chắc là chưa được ngủ một tí nào luôn. Vâng, cũng không ngủ, là về là em cũng tắm cho con rồi. Thế nhà mình có xa không? Nhà em cũng khá xa đấy chị ạ. À. Thế thì một lưỡi em xin cảm ơn chị vì đã tìm được cô Vin cho em. Vâng. Vâng. Nói chung là tìm được mẹ cho bạn này là em cũng còn mừng hơn chị ấy. Vâng. Tại vì là bạn ấy cũng chẳng chịu ăn uống gì, cũng cứ để vậy. Vâng. Em cũng lo. Thế bây giờ cũng muộn rồi, xin phép chị thì... Vâng, thế mẹ con đi về sớm ấy, không mặt cũng lạnh ấy. Em cũng không biết cảm ơn như thế nào, thế thì em có chút gọi là... Ôi thôi, chị cầm, thôi chị không cần đâu, để cầm tiền, một quà cầm tiền để cho em thôi. Cứ cầm đi để mua, để mua sức không? Em nhận... Chị ơi, chị cầm giúp em đi. Thôi tìm được em thấy... con là mừng, bây giờ về làm sao mà trông con tốt và kiểu là chẳng may sơ đãng nhá, là nghĩ khổ thân này, thì làm về lấy tiền đấy để mua sữa mua bỉm cho bạn ấy là được, làm thỉnh thoảng cho bạn ấy sang hai bên bạn ấy gặp nhau ở chơi ấy. Chứ bây giờ nã bạn kia cũng thấy bạn này nã cũng chẳng chịu chịu chơi, bạn này cũng chẳng chịu chơi gặp chị đấy. Gặp cả chị rồi, chị là người tốt cho nên là chị đã cứu được bé rồi. Gặp mẹ một cái là ôm mẹ ngủ luôn, chứ mấy đêm chắc nay không ngủ. Chắc là mệt quá. Mấy đêm nay cũng không chịu ngủ. Gặp mẹ một cái là bạn ấy ôm mẹ mãi ngủ luôn. Kiểu cũng nhớ đấy, xong mà nhớ mẹ không chịu ngủ ấy. Thế thì chừng hai mẹ con cũng tối đấy, về sớm nhá. Thế thì muộn rồi, em xin phép chị là em đưa bé về cho bé. Nhưng mà về phải quản là phải để ý đến con, nhưng mà để ý như vậy sau cái lần này chắc là em phải để ý nhiều hơn rồi đấy. Tại vì bây giờ manh động, bây giờ cái trẻ trộm bây giờ nó làm nó phủ đấy, là cứ thấy cái gì là nó trộm cái đấy. Vâng. Thế thì em xin phép chị nhá. Vâng. Bye bye bạn nhá. Vâng vâng. Về chăm sóc em là ăn từ em, chứ không là để em nữa, là chẳng may gặp phải người xấu ấy. Vâng. Vâng. Bye em nhá, về ngoan nhá. Cảm ơn chị. Vâng. Vâng. Rồi, đi tìm bạn đi con. Đi tìm bạn đi. Thấy bám mẹ không chịu dãi dụa gì, mà lúc nãy mấy hôm ở nhà thì cứ đứng ở cửa ngóng ra ngoài đường. Thấy bạn về rồi, Kitty có buồn không? Về nhà mình thôi. Đấy, Kitty cứ nhìn theo bạn chắc cũng nhớ đấy. Kiểu mấy hôm bắt đầu quen thì bạn lại phải về rồi. Đấy, Kitty cứ nhìn theo bạn thôi. Bye bye bạn nhá. Kitty bye bye đi. Đấy, hôm nay mẹ con Kitty cũng bạn ấy được về với mẹ. Mẹ con Kitty còn mừng hơn là mẹ bạn ấy cơ. Tại vì là đêm vừa rồi bạn ấy kêu và mẹ con cũng không ngủ được luôn. Tại vì là sao mà ăn uống lại không ăn uống nên mẹ con cũng no. Nếu mẹ con bảo là nếu như mà không kiểu không tìm được mẹ cho bạn ấy thì là có khả năng là phải thả bạn ấy về rừng. Thì là một lần nữa mẹ con Kitty cũng xin cảm ơn các khán giả đã báo cho mẹ đấy, bạn ấy biết là bạn ấy đang ở bên đây. Thì là mẹ con Kitty cũng rất là mừng luôn nhỉ. Yeah. Chứ không bạn ấy chẳng chịu ăn gì, mẹ con cũng buồn lắm. Thì thông qua video này mẹ con em cũng xin cảm ơn các bác khán giả đã luôn đồng hành của mẹ con em nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bác.